Mình thì cho ông ấy có xong không? Thôi, bây giờ mình chút đi bạn, đây là đám cưới miền Tây á. Đám cưới đây cụ về ấp Xà Lan, xã An Ninh, huyện Gia Lành, tỉnh Sóc Trăng. Ha. Hello. Hello. Ta đúng rồi. À, nhưng vừa mình thì cái chợ thì dọn tới. Đây được tay cầm máy sao chấp nhận rồi bơ bằng đám cưới miền Tây đây đám cưới này thuộc về ấp Xà Lan, xã An Ninh, huyện Gia Lành, tỉnh Sóc Trăng. Mai tập lớn, mà bị ông muốn ông sẽ giúp ông muốn cá đó mình quế luôn. Bài đầm lợn hai mươi ông muốn công ấy em cho con bún em cá đấy thôi. Thấy mày chỉ chọn ăn thế đây cũng lớn đâu ơi ông biết không phải mình không phải riêng mình mà đây làm lễ buộc tay của chú bạn em, làm lễ buộc tay theo phong tục dân tộc Khmer. Đây cũng có bánh gừng, mứt gừng em. Đây theo phong tục Khmer, đám cưới theo phong tục Khmer là phải có cái mứt gừng ha. Mứt gừng. Đó. Vô nhà sao rồi ha. Đây đồ ăn sắp đây ha. Tấm lan cái gì xưa mới dục mấy tấm ngôn với thôi tổng lực nha. Sao bây giờ muốn thông với xe nó ngon mềm cá mấy ông chú. Đây sắp đồ ăn ha. Ba ba không chim son gì ba là chị chim son tầm hút bánh viên ai đó sao nhậu đi đây ba đây đồ ăn sắp đồ ăn ha chuẩn bị đại khách lúc 11 giờ chiều nay ha lúc 11 giờ 11 giờ đại khách đúng 11 giờ chiều nay thì được quý anh chiều nay 11 giờ đại khách đã nay mình lại quay cùng cảnh cho cô chú chị các bạn xem phong tục đám cưới của đồng bào dân tộc Khmer như thế nào đã nè đây chị Hương chị Hương là chị Hương.
thì lậu thái á. Thái là sắp đây. Đây theo cái này nó ăn này làm cô lão hồi xưa. Thì mình sẽ qua nhà trước mình quay lại ha. Đây, đây trang trí theo phong tục của đồng bào dân tộc Khmer. Đây, trang trí vậy cô chú bạn ha. Dạ. Đây mình sẽ quay toàn cảnh cho cô chú bạn xem. À, đám cưới phong tục của đồng bào dân tộc Khmer như thế nào. Ha. Đây cũng có bánh ha. Đây. Đây bức gừng. Đây, đó. Ta đây gần nha, dạ. Cưới theo phong tục của đồng bào dân tộc Khmer. Dạ, phải có này hết trơn chú bạn ha, phải có hết. Đây bạn ha, dạ.